Hello anh em, chào các bạn, đã quay trở lại với channel của Thái Dương TV. Thì ở đây là mình đang trên bờ là đang có 6 con xe cải tiến bánh xích nha các bạn. Và ở dưới này là đang chuyển lại 2 con xe cuốc các bạn, một con ca tạc và một con Komatsu. Quá dữ luôn, hai con đi một phà luôn các bạn. Đấy, cho bạn xem. Đấy, Komatsu, hai con 05 luôn, quá dữ. Su chi 6 và một con 05 cát 32 hay 33 không biết. Để họ nó lên các bạn. Quá dữ rồi. Cái con cát nó lấy cái gạo chặn xuống các bạn. Thank you.
cảnh này tựa tựa giống như cái cảnh mà hồi mấy đầu năm mà mình quay bên Vĩnh Long vậy đó các bạn. Người này thì hai xe cuốc 6 xe kế tiến, còn Vĩnh Long thì đợt rồi mình quay là 3 xe cuốc 9 xe kế tiến. Con su lạnh quá, lạnh chữ 6 này thì xài ok bạn. Trời ơi kìa, anh đem ra anh biểu diễn rồi các bạn. Kìa, nạp kìa, dứt găng chưa. Chờ cái xe kia lại nó lót cái dĩ vô mới được các bạn. Lót cái dĩ ngang cái mương thì xe cải tiến nó mới chạy ngang được. Đây, sẵn mấy anh em đậu bển mình sẽ qua mình review máy. Cái gì sao bỏ đó vậy? Ủa ơi, coi con chị Sáu nó bò kìa. Bò như ba tít các bạn. Cái xe kia nó cầm dĩ nó chạy không nổi, nó đưa qua chuyện qua cho con chị Sáu nó lấy. Ủa ôi, cắm đầu kìa. Kìa, nó cắm đầu kìa. Này bị quýu, cũng quýu sát luôn rồi nè. Ủa ơi, ông nội đó khói rồi kìa. Ủa, khói trắng ghê vậy. Ủa ơi, chạy ban đêm là không sợ mũi cắn luôn các bạn. Buồn mắt buồn gì là nó né đường hết. À, cái này như chở vô đó lắp mương các bạn. Để tí đi review cái dàn xe trước đi các bạn. Chiếc này một hồi có tải chạy nhìn mới sướng nè các bạn. Đây coi chiếc cà bạc nó qua cái mương các bạn. Wow, ghê vậy. Hai xe mà sợ gì. Đất dụng này cứng chừng lắm, chả ăn thua. Chưa dính miếng sình nữa, không gài nghỉ mới ra nè. Nghĩa là có 3 chiếc dính sình, 3 chiếc chưa dính sình, tóm lại là vậy các bạn. Nó sẽ đi vô đây, nó ban cái nền này trước các bạn, ban cái nền này trước cho xe cải tiến chạy vô. Cái này lột lớp đâu 6-7 công vậy, hình như là 7 công đem vô để kê cái nền này ra. Chị Sáu nữa lành ghê trời. Bây giờ đụng vô ổ dân cao thủ xài xe nó khác các bạn. Xe tàn cái nào tàn chứ nó chạy lanh. Đấy, mấy chiếc xe băng qua mương các bạn. Xe băng mương ra ngoài rồi. Rồi, xong rồi. Dính rồi. Dính chưa rồi. Tất cả
sáu con xe cuốc này, sáu con xe cá tiến này nó chạy Isuzu hết các bạn. Một đầu một Isuzu 93 hết. Để quay lại cụm đít nè. Cụm đít hay là kéo đây? Cụm đít luôn nha các bạn, cụm đít luôn. Dễ gì không lên đâu, cản đầu rồi. Kéo đít lên thôi. Lên trên có cái đường qua, chủ đất không có chỉ các bạn, chú ở trên có đường qua nha. Chạy cũng khiếp đấy, cũng đủ ấp phê đấy các bạn. Cộng dây xích lại kéo lên nha các bạn. Vậy xong, chuẩn bị giật lên nha các bạn. Cái này cũng nhẹ, không nặng. Có xe vô các bạn. Ra ngoài cho các bạn xem con cao tạc mút xong cái mình vô trong ha. Đường này chạy cũng xa nha các bạn. Đường này chạy khoảng 500. Vào trong cũng đợi à, tại cái xe kia chưa có làm đường xong mà. Vào trong cũng đợi thôi. Đây là chiếc xe gà khói hồi nãy đó các bạn, chiếc xe gà khói hồi nãy nè. Đánh lết kìa. Đó, đó. Mịt mù luôn, mịt mù luôn. Cái đó chắc nó bị heo thôi. Canh canh con heo lại là hết các bạn. Isuzu mà đơn giản mà.
Mình chắc mình ra đó không kịp đâu các bạn, còn hai xe à. Mình đi chưa tới là nó vô hết trơn các bạn. Múc cái xe đó thì nó vớt chừng 3 gạo 4 gạo là chạy rồi. Xe vô trong cũng sắp hàng để chờ thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vào trong để hồi cho bạn xem cái cảnh phía trong ha. À, còn cái là mình quay ra trở lại các bạn. Chịu khó thôi. Anh tài xế này thì chạy đầm quá đầm quá. Vô cái dôi đó là nó đi hoàn toàn dưới mương hết rồi đó. Này là lắp nửa mương nha bạn. Mấy cái mé mương lùm kiểu này là dễ cố gắng hô hành lắm nữa bạn. Quá giật cái xe. Chiếc T6 này lanh ghê các bạn. Wow, có cá.
đóng giữa chân, đóng sát xuống luôn, đóng cái này còn hơi cao quá bạn. Giặt ra gần tới ngoài các bạn. Như vậy là chiếc Komatsu G6 nó đã dọn xong cái đường à, bây giờ nó sẽ đi cho ra để nhường đường lại cho xe cái tiếng nó chạy vô rổ nha. Mấy anh em cái tiếng thì cũng xuống ăn cơm thì chắc lát nó cũng lên chạy. Thì video thì nó cũng hơi dài rồi, có những người xin tạm biệt video ở đây à, một lúc nữa mấy anh em lên chạy mình sẽ ghi lại thêm một cái video khác để cho các bạn cùng xem xe cái tiếng này nó chạy như thế nào nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nha.